Thưa quý vị, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới, sống có nhiệt huyết và trách nhiệm. Thời gian qua, tuổi trẻ Đà Nẵng đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều phong trào, cách làm thiết thực, hiệu quả. Thành phố Đà Nẵng luôn nằm trong top đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện với tỷ lệ người dân tham gia hiến máu hàng năm đạt từ 3% trở lên, trong khi tỷ lệ này của cả nước là 1,5%. Có được kết quả này là nhờ hiệu quả tuyên truyền cũng như tinh thần nhiệt huyết của các cá nhân, gia đình, tập thể. Trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng đoàn viên thanh niên. Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu và đây cũng là một hoạt động rất là ý nghĩa, có thể cứu sống được những bệnh nhân đang cần. Và nếu có cơ hội lần sau thì em sẽ tiếp tục tham gia và cống hiến. Đây chỉ là một trong rất nhiều các chương trình hoạt động tình nguyện của thanh niên Đà Nẵng, nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, gắn với quá trình học tập, lao động và phục vụ đời sống, mỗi đoàn viên thanh niên cấp bộ đoàn tại cơ sở đã có những phần việc thiết thực, ý nghĩa, thể hiện được vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, lối sống trách nhiệm của thanh niên. Ngay trong những ngày qua, khi thành phố Đà Nẵng chịu tác động của các đợt mưa lớn kéo dài, lực lượng thanh niên tại cơ sở cũng đã ra sức cùng địa phương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Xử lý toàn bộ xe để nổ máy trở lại cho bà con có thể hoạt động xe một cách bình thường trong những ngày sắp tới. Đặc biệt thì có một số xe với cái tình trạng đặc biệt thì anh em sẽ xử lý bù ri, thay nhớt và các hoạt động liên quan khác hoàn toàn là miễn phí. Có thể nói với quyết tâm thi đua thực hiện lời dạy của người thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã đưa việc học tập làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cả hệ thống đoàn và lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ toàn thành phố với nhiều hoạt động mô hình sáng tạo, thiết thực như đọc sách về Bác, học và làm theo, học theo người từ những câu chuyện kể, chúng con luôn bên mẹ, hoa dân mộ liệt sĩ, thắp sáng nghĩa trang, số hóa địa chỉ đỏ, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng thời đại mới, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Với cái hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, đó là tâm trong, trí sáng và có hoài bão lớn, thì hiện nay Ban Thường vụ Thành đoàn đã và đang xây dựng các cái nghị quyết để các bạn chuyển mình hơn nữa trong cái đạo đức, lối sống. Làm theo lời dạy của Bác, thời gian đến tổ chức đoàn tại địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, qua đó tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.